Xin chào các bạn, nhất là những bà mẹ đang có con theo cái phương pháp NMT của bác sĩ Sato Kenji, về cái biện pháp mà không dùng dưỡng ẩm, không bôi corticoid cho bé bị viêm da cơ địa nguyên bản, hoặc là những bé mà đang có nhu cầu muốn cai thuốc thì các bạn sẽ cần rất nhiều thông tin từ bác sĩ ấy. Thì hôm nay có một cái thông tin mà nhiều người quan tâm, đó là vấn đề nhiễm trùng. Cái này là câu nói cửa miệng mà các bác sĩ khác không có kinh nghiệm thường hay đe dọa chúng ta và ép buộc chúng ta phải dùng steroid hoặc là corticoid. Video này không mang tính chất là tư vấn y tế cho các bạn, mà chỉ cung cấp thông tin cho các bạn để các bạn tìm một bác sĩ có uy tín, các bạn tin tưởng được, để người ta hỗ trợ cho các bạn suốt một con đường dài. Bản thân mình cũng rất là lo lắng, nhất là khi không có bác sĩ bên cạnh thì mình cũng phải tự tìm hiểu và tự đọc rất là nhiều. Sau đó thì mình đưa con đi khám và mình đưa ra các thông tin đó để xin tư vấn bác sĩ, để tìm được bác sĩ giỏi, bác sĩ có kinh nghiệm, chứ không phải là mình đọc sách, mình chẩn đoán bệnh cho con đâu các bạn nhé. Bây giờ trong sách có một số nội dung chính về nhiễm trùng như sau. Đầu tiên về miễn dịch trước đã. Trong cuốn sách này có một đoạn nói đến miễn dịch tự nhiên và miễn dịch mà chúng ta thu được khi mà chúng ta mắc một cái bệnh nào đó. Ví dụ như là khi chúng ta bị sởi chẳng hạn ấy, thì sau khi khỏi sởi xong ấy, chúng ta sẽ có cái miễn dịch cho cái bệnh sởi đó chẳng hạn. Còn miễn dịch tự nhiên là cái miễn dịch mà luôn thường trực trong cơ thể của chúng ta. Khi mà có virus hoặc là vi khuẩn nó mới chớm xâm nhập một cái là lập tức nó ăn con virus và ăn con vi khuẩn đó luôn, để nó không sinh thành bệnh, không gây sốt. Thì ở cái bé mà viêm da cơ địa ấy, thì cái khả năng miễn dịch tự nhiên thì nó suy yếu đi một chút. Chính vì vậy mà nó làm cho vi khuẩn tăng sinh, hoặc là khi bị nhiễm cái virus herpes ấy, thì nó có khả năng chống lại hơi yếu so với người bình thường. Chính vì thế những cái bé bị viêm da cơ địa ấy, thì ngoài viêm da cơ địa thật, các bé còn dễ nhiễm cái bệnh này nữa. Tuy nhiên, cái suy giảm miễn dịch này không phải là suy giảm miễn dịch quá lớn, nên các bạn không cần phải lo lắng quá mức. Một nội dung tiếp theo cũng khá là hay trong cuốn sách này, đó là các câu hỏi mà các phụ huynh hay hỏi bác sĩ đấy. Đó là nếu bây giờ con tôi mà không bôi corticoid thì chắc chắn là con tôi có bị bội nhiễm, bị nhiễm trùng hay không? Vì đây là câu nói phổ biến mà các bác sĩ không có kinh nghiệm thường đe dọa chúng ta, đó là cái này phải bôi corticoid, không bôi corticoid thì con bạn sẽ nhiễm trùng. Và thường khi mà chỉ nhìn bằng mắt ấy, và chúng ta khi nghe đến câu nhiễm trùng một cái là chúng ta lập tức là đồng ý theo lời bác sĩ và bôi corticoid luôn, trong khi thực tế là không phải trường hợp nào cũng cần đến corticoid bôi da. Thì có hai loại nhiễm trùng phổ biến, đó là loại chốc lở và herpes. Thì chốc lở là do vi khuẩn, còn herpes là do virus. Thì khi mà bé bị nhiễm herpes ấy, thì lần đầu tiên mắc bệnh này mà trong tình trạng mà miễn dịch cơ thể đang bị suy yếu, thì cùng một con virus thôi nhưng mà nó sẽ xảy ra nhiều vị trí trên cơ thể và nó lan ra. Và dần dần khi mà cái triệu chứng nó trở nên mạnh hơn ý, thì sẽ có những cái mụn nước, thậm chí là cái mụn nước to giống như là thủy đậu. Thì bé nào mà bị herpes mà thành cái mụn nước li ti nó, hoặc là cái mụn to như thủy đậu ấy, nó nổi khắp người, nó vỡ ra ấy, thì các bạn có thể cho bé uống thuốc kháng virus. Cái này hỏi tư vấn bác sĩ để xem cái liều của trẻ con, liều của cân nặng của bé nhà bạn là bao nhiêu. Nó không phải là bệnh mà khó chữa. Bệnh thứ hai là bệnh chốc lở phổ biến. Các bạn có thể tra cái hình ảnh bệnh chốc lở trên mạng. Thì cái bệnh chốc lở này là do vi khuẩn và có thể dùng kháng sinh để điều trị. Thì nếu bị ít có thể kháng sinh điều trị bôi da bên ngoài, còn nếu bị nặng hơn có thể dùng kháng sinh đường uống. Vậy thì trong hai trường hợp này, các bạn thấy trong sách đều nói là không dùng corticoid đúng không? Thì bác sĩ có nói rõ là cái corticoid này là một nhóm thuốc ức chế miễn dịch. Ức chế miễn dịch tức là gì? Nó làm cho cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó giảm hoạt động đi, để giảm cái khả năng chống lại bệnh tật. Và khi chúng ta bôi cái thuốc corticoid này lên da, thực tế là nó chỉ làm giảm cái khả năng miễn dịch của da đối với bệnh tật bên ngoài mà thôi, chứ nó không hề làm tăng cái khả năng miễn dịch của da. Nếu mà phải uống, phải truyền thì nó sẽ đi toàn thân và miễn dịch nó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp luôn, còn nặng hơn so với việc là bôi corticoid ngoài da. Lưu ý thứ hai đó là với những bé mà dùng corticoid trong một thời gian cũng khá là lâu ấy, thì bản thân cái việc corticoid trong thời gian dài nó đã làm cái miễn dịch của da nó kém đi rồi. Nên là có những người mà sau khi dừng thuốc thì sẽ dễ bị phát cái bệnh chốc lở hoặc là bệnh herpes, hoặc là kể cả những người đang bôi corticoid cũng có thể mắc cái bệnh này được. Nên trong đây bác sĩ vẫn khuyên đi khuyên lại là nếu mà chúng ta cần thiết phải điều trị nhiễm trùng và virus thì hãy chọn những loại thuốc mà chỉ có kháng sinh, chứ không phải những thuốc mà có trộn corticoid ở bên trong. Ở một phần khác của cuốn sách thì bác sĩ cũng có đề cập đến vấn đề đó là cái việc mà da bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng hoặc là bị nhiễm virus herpes ấy, thì nó cũng có thể làm cho cái tình trạng viêm da trở nên xấu hơn. Thế nhưng mà bác sĩ cũng có một câu làm chúng ta an ủi rất là nhiều, đó là cái việc nhiễm trùng ấy, nó không xảy ra dễ dàng như thế.
Bản thân trên tế bào da của con người ít nhất cũng có hai loại kháng sinh, hai loại chất để chống lại vi khuẩn. Và khi có dấu hiệu có vi khuẩn nhiều trên da ấy, thì chúng sẽ có cái hệ thống phòng vệ và có những cái cơ chế miễn dịch tự nhiên để bảo vệ da. Ở những chỗ mà bé gãi và chảy máu thì vi khuẩn sẽ tăng sinh. Và vì thế, đặc biệt là những vị trí này, cơ thể sẽ có những cái cơ chế miễn dịch khác nhau để bắt đầu thải vi khuẩn ra khỏi da. Trong cái trường hợp như thế này, cái việc mà tiếp tục sử dụng cái corticoid hoặc là prototopic. Prototopic chính là thuốc ức chế miễn dịch ngoài da, hay còn gọi tên khác đó là tacrolimus, mà nghiêm cấm được kê cho trẻ dưới 2 tuổi đấy. Thì hai cái thuốc này nó làm cho miễn dịch dưới da nó giảm hoạt động đi và tăng cái khả năng nhiễm trùng, nên là khi chúng ta dừng thuốc một cái là cái tình trạng da nó xấu rất là nhanh. Và khi da có dấu hiệu nhiễm trùng thì chúng ta sẽ có những biện pháp đối ứng, thường là chỉ cần uống kháng sinh là đã đủ rồi. Ngoài ra không nên bôi các loại kem bôi da có chứa corticoid. Thực tế là nó chỉ có làm giảm miễn dịch ở cơ thể mà thôi. Đặc biệt là ở vùng bỉm ấy, nếu chúng ta bôi corticoid cho con thì cái khả năng bé bị nhiễm nấm candida nó cũng rất là cao. Về cái nấm candida này, ở một trang khác thì mình có đọc đó là bác sĩ cũng nói là có cái thuốc để điều trị cái nấm candida này, chứ không phải là cứ corticoid nó là cái thuốc để trị bách bệnh như bác sĩ hiện nay người ta vẫn kê cho chúng ta đâu. Còn vấn đề về virus herpes thì cũng nói ở phần trước rồi, phần này cũng có nhắc lại. Đó là khi bị nhiễm herpes mà nó phát ra thành thủy đậu, thành cái nốt bỏng đỏ giống như thủy đậu trên người ấy, thì cần phải uống thuốc kháng virus hoặc là có thể truyền cái thuốc kháng virus vào người. Và cũng trong trường hợp này thì bác sĩ cũng có nhấn mạnh thêm, đó là cái việc mà mục đích của việc tắm rửa ấy chỉ là với mục đích là gột sạch cái vết bẩn ở trên da. Và chúng ta cố gắng để khử trùng toàn bộ cái vùng da đó là không cần thiết. Tại vì trên da ngoài vi khuẩn xấu, nó còn một con vi khuẩn khác, đó là vi khuẩn thường trực luôn luôn sống ở trên da. Và nó không gây hại cho da cả, nhưng nó có các vai trò khác. Ví dụ như là làm ổn định cái tính axit yếu trên da này, hoặc là nó có thể ăn lại các con vi khuẩn xấu ấy, tức là nó cộng sinh với nhau ấy. Chứ hiện nay cái xu hướng mà tiệt trùng, tiệt khuẩn 100% ấy là không còn đúng nữa. Tại vì cơ thể con người của chúng ta làm từ vi khuẩn, chúng ta không thể diệt hết vi khuẩn được. Vi khuẩn mà chết hết thì chúng ta cũng chết. Và cái thứ hai nữa, đó là cái việc tắm quá thường xuyên ấy cũng làm cho cái lớp dầu tự nhiên trên da bị mất đi, và cũng vì thế làm cho cái khả năng bảo vệ da yếu đi. Đấy, về nhiễm trùng thì mình đã đọc những cái nội dung như thế. Và khi mình quan sát con mình rất là cẩn thận thì mình cũng nhiều lần đưa con đi khám ấy, thì bác sĩ cũng nói rõ là khi mà con có những cái chiều biểu hiện như là sốt này, hoặc là cái chỗ nó sưng đỏ, nó sưng phồng hẳn lên, nó sưng mọng lên ý, mà khi sờ vào nó rất là nóng, hoặc là khi chạm vào con nó cảm giác đau, đau chứ không phải ngứa nhá, thì có khả năng là nhiễm trùng, cần phải đi khám. Và thực sự là cái lúc mà con mình nó bị chảy dịch, nó vỡ ra hai bên má này, nhìn rất là sợ ấy. Mình cũng sợ lắm, tại vì buổi sáng nó còn không như thế mà buổi chiều nó đã vỡ ngay ra như thế rồi. Thì lúc đó là mình đã chụp bức ảnh của con và gửi email cho bác sĩ và gọi điện cho bệnh viện để bác sĩ xem qua mắt thường, xem là cái này mình nên làm như thế nào, mình nên đi khám ở chỗ nào. Tại vì bệnh viện ở Nhật thì những bác sĩ tốt, người ta thường hay liên kết các bệnh viện khác nhau. Ví dụ như là tôi ở xa tôi không đối ứng kịp thì tôi sẽ giới thiệu bạn bệnh viện khác mà tôi quen bác sĩ ở đấy chẳng hạn ấy. Thì khi mình đưa cho bác ấy xem, bác ấy nói là vẫn chưa phải là nhiễm trùng, chỉ đơn giản là nếu mà cắt giảm nước thì ngày mai là nó sẽ không bị vỡ, không bị chảy dịch như thế nữa. Thì đúng là mình cũng cố nhịn, tại vì con mình cũng không sốt. Thì sau khoảng có 24 tiếng mà làm theo hướng dẫn thì con mình nó khô và bong vẩy rồi, nên là mình không đi khám. Và một lần khác mình cũng đưa con đi khám trong tình trạng là bé cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà cũng gãi và chảy máu rất là nhiều ấy. Thì lúc đấy bác sĩ cũng bảo là cũng cần phải bôi corticoid, nhưng mình đã nói là thực ra bác sĩ nhìn thấy nó chảy máu như thế thôi, nhưng mà nó đã tiến triển hơn so với lần trước rất là nhiều rồi, nên là có lẽ là nó chậm, nhưng mà nó sẽ là đang khỏi. Thì bác cũng đồng ý. Và bác ấy lấy một cái vẩy ở dưới da chỗ con mình đang chảy máu đây này để đi xét nghiệm. Thì một tuần sau cho kết quả xét nghiệm, đó là con mình cũng không nhiễm một con gì cả, tức là trên da cũng không có nấm, cũng không có khuẩn tụ cầu vàng gì hết, nhưng mà nó vẫn cứ đỏ và vẫn cứ chảy máu như thế. Vì đấy là cái lúc mà da đang tái sinh ấy, thì nó phải như thế. Tức là mình cũng khá là cẩn thận đưa con đi khám rồi, nhưng mà nó không ra kết quả gì cả, thì mình cũng ở nhà yên tâm chăm con thôi. Còn tất nhiên với những bé nào bị sốt, mà bị sốt trong nhiều ngày, thường là sốt khoảng 3-4 ngày, là các bạn cũng nên đưa con đi khám. Tại vì nếu sốt lâu dài, khoảng mình cũng không biết, ở Nhật cũng vậy thôi, ví dụ cho sốt do virus, sổ mũi cảm cúm chẳng hạn ý, thì thường người ta cũng theo dõi con ở nhà khoảng 3 ngày. Hoặc là
sau 3 đến 5 ngày nó vẫn không hạ sốt ý, thì là phải đưa đến viện một lần nữa để thử các xét nghiệm khác xem nó có nhiễm trùng gì hay không. Thì ở Việt Nam mình nghĩ là cũng như thế, chứ không phải là hơi sốt một cái là chúng ta đưa con đi khám ngay, hoặc là đưa con đi uống thuốc kháng sinh hay là gì ngay trong khi kết quả nó không rõ chẳng hạn ý. Tóm lại là việc tìm được bác sĩ mà giỏi, thứ nhất là người ta phải giỏi, thứ hai nữa là người ta phải có kinh nghiệm, thứ ba là người ta chịu khó lắng nghe học hỏi những cái mới, thì người ta mới đồng ý chữa chạy cho con mình. Cái việc này là khó, mình cũng không thể làm thay các bạn được. Mình chỉ biết là giới thiệu cho các bạn biết là bên Nhật đã có những trường hợp như thế, và con mình cũng đã thăm khám như vậy. Và một số bé ở Việt Nam trong cái nhóm mà NMT của người Việt ý, thì các mẹ mà có con bị bị sưng đỏ các thứ, các bạn cũng đưa con đi khám, tức là để xét nghiệm xem là bé nhiễm trùng gì hay không. Có những lúc mà không nhất thiết phải xét nghiệm máu, thậm chí là xét nghiệm vảy ở trên da là đã ra rồi. Hoặc là khi mà nó sưng mọng ở bên trong, sưng ở trong khớp tủy ý, thì chắc là sẽ phải lấy máu thì mới ra. Thì cái đấy là các bạn phải theo bác sĩ xem họ xét nghiệm kiểu gì thôi. Còn con mình chưa bị trích máu bao giờ. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là tìm một bác sĩ mà chúng ta tin tưởng để gửi gắm con ở đấy. Khó đấy, nhưng mà không phải là không có. Mình nói là có là bởi vì đã có bạn đã thành công trong việc tìm bác sĩ thấu hiểu về việc da nhiễm corticoid rồi, và chữa nhiễm trùng cho con mà không dùng corticoid rồi. Nên là các bạn muốn hỏi thăm nhiều gì thêm thì vào cái nhóm chung ấy, sẽ có các mẹ chỉ dẫn cho các bạn. Mình chỉ hướng dẫn đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bé mau khỏe. Bye bye.